chín, đúng 9 rưỡi thôi. Áo trắng là anh Tú Tử Tế được xếp hạng xe sủi của Vũng Tàu. Xe sủi đấy. Vâng, hai anh thi được có vẻ tối rồi, hơi đói cơm. Cách xa, rất xa băng, hơi đói cơm. Áo đen á, hạng D trừ. Tú tù tội à? Tú Tử Tế. Anh em bổ cho tôi quả xẻ cho rực rỡ nhỉ. Trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay để tôi có động lực tôi bốc phét. Muộn quá. 9 rưỡi tối rồi, bây giờ bắt đầu mới đánh mà hai ông cây chuyền hai bóng chuyền xuất sắc này chuyền bóng cho nhau không biết đến mấy giờ mới xong này. Ôi, Ngọc Huy, anh cảm ơn, mẹ khen động viên anh. Anh như nào thì mọi người biết hết, đẹp trai gì. Anh áo đen được xếp hạng D trừ nhá. Đô đô giờ này cũng lác đác trên khán đài còn có vài trăm khán giả thôi, cũng không còn nhiều. Ui rồi Thực Nguyễn cho nhiều tên thế. Anh em bổ quả xẻ, Khánh Khánh béo bổ xẻ chưa? Thực Nguyễn bổ, chia sẻ video đây cho đông anh em xem cho nó đông vui. Còn anh em nào mà cảm thấy bây giờ nó động viên anh em bên truyền thông, bên công tác phục vụ anh em thì động viên anh em bổ quả xẻ để cho nó video đông người xem. Ông chia sẻ thì tôi cũng chưa được biết là được cái gì không, nhưng mà các ông chẳng mất gì cả, đúng không? Các ông chẳng mất gì cả. Anh em chả tiếc gì mà cái chia sẻ ông, các ông chia sẻ đi đông người xem. Tôi có động lực, có động lực để bốc phét. Kiên Pháp với Hoàng Sao thì không được chơi vòng loại giải này nhé, bạn Đỗ Cường nhé. Hưng coi, Hưng coi bổ quả xẻ chưa? 10 quả xẻ luôn nhé, trận đấu bắt đầu rồi đấy. Ván đầu tiên, cơ hội cho anh Chu Giang Thắng, một thanh niên rất đẹp trai, có người yêu hay không thì chưa biết. Anh đánh con bi cửa lỗ cực kỳ chính xác, con bi hai lại cửa lỗ rồi. Quỳnh Hoa, tay cờ Hà Giang á, Hà Giang thì tôi chưa cập nhật được, bởi vì là tôi nói anh em rằng là quê gốc của Hà Giang, nhưng mà bây giờ đăng ký thì chưa biết đăng ký đoàn nào, thành ra cũng khó vì 260 vận động viên, tôi không thể cập nhật hết được. Bây giờ anh em tập trung vào trận đấu và đừng có hỏi quê quán nữa. Bây giờ 63 tỉnh thành mà các ông hỏi tôi trả lời sáng ngày kia không hết. Tôi khẳng định luôn là giải vô địch quốc gia BI Việt Nam thì không có ông nào quốc tịch nước ngoài tham dự ở đây. Đấy là cái điều tôi khẳng định luôn. Vâng, anh Thắng hôm nay anh thuấn cua rất chi tiết. Hay quá nhở. Hay quá mình ơi, anh ăn được 3 bi rồi. Liệu đến bi số mấy anh sẽ chuyền bóng đây. Anh em chia sẻ mạnh video về tường nhỉ, cho trận đấu cuối cùng trong ngày hôm nay được diễn ra. Hay quá mình ơi, cứ ăn đã rồi tính tiếp. Quan trọng là ăn đã. Hà Công Tử ngọ nguậy đang tốc chiến nhá, tô tốc chiến. Anh Thắng đang ra ngắm rất kỹ, rất chi tiết. Vâng, anh cân rồi. Nhưng mà ra hình dị. Một pha chạy đạn rất tốt của anh Chu Giang Thắng. Bây giờ là màn trình diễn của anh Tú Tử Tế. Con này thì với cái anh Tú Tử Tế tôi nghĩ rằng anh sẽ kéo cái ăn 7. Biết ngay mà lại trúng 7 rồi. Ui rồi.
Hả? xe xe mới lên rồi thì phải 4-5 chấm rồi. 4-5 chấm. Khóa này phải 4-5 chấm rồi, còn 7 rồi. À, cơ hội trao lại cho anh Chu Giang Thắng khi anh Tú tử tế, anh rất tử tế, anh để bi cửa lỗ cho anh rồi. Ui rồi ơi, sao rón rén thế nhỉ, bi cửa lỗ mà anh còn rón rén thế này. Đúng là anh Tú tử tế, anh chuyền bóng rất chi tiết. Sài Gòn. Hả? Cái gì? Hả? Tám chục bùn mày à mày. Thôi, trật tự để tôi tập trung vào trận đấu này. Sao anh Chu Giang Thắng anh lại điều xa thế này nhỉ? Hay quá nhở. Đó. Một pha điều như một cánh diều bao vây cửa lỗ mà anh điều phải nói là lát lòng người hâm mộ. 1-0 cho anh Chu Giang Thắng. Ván này thì đấy, vô nhồng. Đó. Khánh Béo. Thằng Việt Ái này ngồi nói lung tung cả lên. Rồi, ván này trọng tài rất chi tiết, phải nói rằng đến đêm khuya rồi nhưng tôi rất là hoan nghênh cho tinh thần của trọng tài. Bác cũng rất là có tuổi rồi. Là xếp bì lau bóng phải nói là rất chi tiết và cẩn thận, rất nghiêm túc. Xứng đáng là trọng tài quốc gia. Vâng, pha bóng của anh Tú tử tế. Chúng ta cùng xem anh phá như thế nào đây. Ây da, rất dũng mãnh. Ồ, một pha phá thủ quá cẩn thận của anh Tú tử tế. Trận đấu hấp dẫn như thế này mà hơi ít người xem nhỉ. Một cầu thủ được xếp hạng vitamin D và một cầu thủ được xếp hạng vitamin C. Trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Giải vô địch quốc gia Việt Nam thì được đánh giá là một trong những cái giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Các trận đấu diễn ra thường từ 8 giờ sáng cho đến 1 giờ đêm. Vâng, anh Chu Giang Thắng vẫn lững thững đi và anh ngắm nghía rất kỹ và anh gọi trọng tài ra. Thôi, tôi cho nó đánh đấy. À, thanh niên này cũng ra ngắm đo đạc rất kỹ. Thanh niên này nhìn rất đẹp trai. Tôi nhìn theo máy tính camera phân tích ở đây là anh cao 1m67. Nặng tầm 55 cân. À, khá quá nhở. Ui rồi, lại tránh vỏ dưa lại dính cái vỏ dừa rồi anh em ơi. Cảm ơn bạn Quang Mino đã gửi 10 sao nhé. Động viên tinh thần anh em phát đêm như này. Anh em bắn sao cứ bắn thoải mái. Mua đi, mày vào mà mua. Mày vào xem live stream nó có chỗ mua đấy. Có thẻ mua. Nó có thẻ tại ngân hàng không? Ui rồi ôi, anh rất quyết đoán, anh thể hiện một pha a băng.
Không chính xác. 1.000 sao được mười mấy nghìn đấy. Tao đã rút lần nào đâu mà biết, chưa biết. Mới bật. Vào đấy. Vào trong kênh hợp cơ đi. Thôi, đang live stream nhá, đang live stream nhá, đang bận. Tôi vừa nghe điện thoại không biết ra cái hình gì đây. Vâng, trận đấu đang diễn ra hết sức căng thẳng. Lon khe anh em ơi, lon khe anh em, đường riêng. Ấy da. Cúp luôn anh em ạ. Anh cúp luôn nhưng có vẻ hơi yếu sinh lý, có vẻ giờ này anh hơi mệt rồi. Em ăn trưa rồi. Ui ui. Ui rồi ôi, thanh niên này đi bộ kìa. Thanh niên nhìn khỏe thế mà có vẻ sinh lý hơi yếu. Rồi, rất mềm nã, yếu sinh lý, anh này tôi đoán đúng yếu sinh lý rồi. Thắng cái gì? Ui. Thắng con nào? Thắng bọn nào? Còn một bóng chín nữa thôi. Hay quá nhờ, thanh niên tú tử thế cũng đang đánh rất quyết đoán đấy. Một đều. Hưng gọi bình thường. Mẹ thằng nào hút thuốc cái nhỉ, khói thế. Mình đã ho thì chơi. Bác trọng tài cũng đang rất miệt mài luôn. Hoàng Đức Lâm, đây là trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu ngày hôm nay. Tất cả các cầu thủ khác thì ngày mai sẽ đánh nha bạn nhé. Vâng, anh Thắng cũng rất cẩn thận ra ngắm nghía. Hay quá. Ui.
Ui giời ơi. Đang nguyên đang lành thì trà đá phát quảng cái rồi. Cơ hội cho anh tú tử tế. Mai nha bạn Nguyễn Lam nhá. Trận đấu hay mà hơi ít người xem nhỉ. Anh Tú này tôi đánh giá là một tài năng trẻ của Vũng Tàu, rồi đánh rất quyết đoán. Rất hay, rất quyết đoán. Quang Ken ở trong đúng trong trang page Facebook này còn một cái livestream nữa, vì trong một trang page Facebook có thể livestream được rất nhiều livestream mà. Bạn tìm trong trang web này thì là có một đường link khác là đang livestream Linh Tuyên Quang gặp An Tuyền. Rất hay. Vâng, anh bắt úc à, sao con này anh lại đi bắt đuôi được chính mình nhỉ, cạn lời thanh niên. À, anh thể hiện trình độ sút tê đây. Anh thể hiện trình độ là mình là một tài năng trẻ về nhảy cóc xê luôn. À, anh này tôi nghe nói là đại đồ đệ của anh Hoàng Vãi Tè, hoàng tử cóc xê. Anh Phạm có bạn nhá. Biết ngay. Ui rồi ôi, anh thể hiện sút tê xong anh lại đi tắm luôn. Cơ hội trao lại cho anh Thắng. Anh Thắng còn 3 bi cửa lỗ nữa thôi. Anh chỉ cần bình tĩnh, anh gảy 3 phát là xong. Ôi sao anh đặt BMT sao lại khổ này anh. Ui rồi ôi sao đặt BMT khổ thế. Em lạy anh đấy. Trô kìa. Tút ca quần luôn. Anh lại tạo tình huống rồi. Nó 10 đây, con nằm đây, ông đặt đây, ông đẩy nhẹ hát băng ra đây, về đây. Ông gì ông phải đứng nghiêng người ông này. Anh chuyên làm điều khó ba bi mà anh điều phải nói là oăn tha là văn luôn. Phải nói là đầy cảm xúc. Anh như này nó mới lức lòng người hâm mộ, à quên, nó mới gây gây gọi là gây tê cho khán giả. À, còn anh Tú Tử Tế thì cũng không hiểu tại sao mình lại đi điều con đấy ra đuôi được, một cái chỗ con bị cờ lỗ mà anh điều ra đuôi được thì đúng là anh đang lắc đầu nguầy nguậy, không hiểu tại sao mình lại điều như thế. Nhưng mà như thế nó mới là trái bóng tròn anh em ạ, sai một ly thôi là đất không có mà bốc. 2-1. Anh em đang xem chấm cho tôi cái comment phát hoặc là bổ cho tôi quả xẻ nhé. Cho trận đấu đêm khuya này nó đông người xem cho nó rực rỡ. Xuân Thinh Giang, cố lên em dại kèo thơm. Bây giờ vào trong đây thì chưa biết ai thơm hơn ai. Trong không 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 biết.
Rồi. Chào Nguyễn Cường nhá, chào tất cả anh em. Rồi anh một pha cân chạy đạn rất chiến thuật của anh Tú Tử Thế. Ui hay thế nhở, ông anh đánh một con chèo thuyền mà khá chính xác. Luân Nguyễn đường ăn đêm đồ chiểu à? Ăn nhưng mà còn phải giữ sức để sáng mai còn dậy sớm thi đấu ở chiến đấu với anh em nữa cơ, phải đơn giản đâu. Nguyễn Chí Thành làm sao mà nhảy được, tìm lại trong Facebook ấy. Hay quá, rất mềm mại. Vâng, anh Chu Giang Thắng cũng đang rất quyết tâm để thể hiện. Xuân Thinh Giang vừa đánh vừa xem đi vào chuyện bình thường. Chào Bình 37 nhá. Ok, ông anh điều con kia lỗ nào đây? Chào Thịnh CR nhé. CR Thịnh à? Hâm mộ CR7 đây. Vâng. Con 5 này khó rồi. Ông anh mở má hơi lỗi. Đâu vẫn đầy người xem mà bạn Hoàng Hiệu. Hoàng Hiệu ơi. Bạn cứ tìm ở trong Facebook của tôi đấy. Bạn trang page ấy, bạn cứ kéo lại phát là nó ra ngay. Ôi. Cái đi đậu, đi đậu. Ui rồi ôi ông anh này đúng rồi. Ông anh này phải oằn tà là oằn thì mới được chứ còn đánh thẳng thì không ăn thua. Cứ phải oằn tà là oằn nó mới cảm xúc. Chào Nghiệp Thanh Trần nhá. Nghiệp Thanh Trần bổ quả xẻ đấy, nhanh cần chưa? Rất tốt, 3 bóng nữa thôi. Thank you bạn Trần Trọng Thức vừa gửi 45 sao. Anh em bắn sao thoải mái đi. Mà tôi thấy rất nhiều người bình luận tặng sao nhưng mà chưa thấy ông nào tặng trăng. Vũ Trí Cường CR Thịnh à, ra xong điện lực làm cốc bia cho mát, sao lại ra điện lực làm cốc bia cho mát, ra quán bia làm cốc bia, ra điện lực để sạc pin à? Vâng, một pha chạy đạn chiến thuật của anh Chu Giang Thắng rất tốt. Như vậy là đã cái ở đầu sông em cuối sông rồi. Quan trọng là phải chạy ra xa đã. Đấy, ông thích làm gì thì ông làm. Vâng, anh Tú Tử Tế ra ngắm mã anh định làm gì đây? Chém luôn. Tầm nay rồi, đêm rồi. Tôi biết ngay mà anh này chắc chắn là ôi 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 ui rồi quá dã man luôn. Anh này anh cậy quê nhà Vũng Tàu đây, các cụ ở nhà chắc thương lắm đây này, cứ chém đã kiểu gì già đui. Này mới khốn nạn, con này chắc chỉ vào tôi mới a băng được thôi chứ còn. Đúng rồi bạn là Tùng Lâm ơi. Thank you đã gửi tặng 45 sao nhá. Pha bắt đuôi phải nói là quá khốn nạn. Con này thì ông A Băng này là ông làm gì?
Được chứ, cho xả ra này. Ui, cũng có hình, nói chung là cũng có hình nhưng nó khó. Nhưng mà còn đấy khó. A vào đâu? Đây á. A vào đây, đây đi xuống á. Ờ, tao không, ở đây nó cũng có đường, nhưng ở đây nó cò, làm sao đánh được. Đây. Con đấy mà, con đấy mà. Rồi, tốt rồi, còn hai bóng nữa thôi. Bắc Đàm mai đánh nhá, chưa vào. Mới qua được một vòng thôi, mới thắng một trận thì vào đâu. Giật chỉ tiền. Không, ngon rồi, con này ngon như óc chó rồi. Ui rồi, kìa, ui, 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 ui. Một pha dọn bàn sạch bóng quân thù luôn của anh Tú Tử Tế luôn. Cạn lời luôn. Anh đánh rất sạch sẽ luôn. Anh tắm cẩn thận luôn từ đầu giờ anh tắm mấy phát rồi? Hai đều. À quên, sorry, 3-1. 3-1, 3-1. Nhầm. À chết rồi, sao trọng tài lại lên hai đều kìa. Ờ đấy rồi đấy. Miễn đâu, làm gì có miễn. 3-1 chứ. Ui giời, sao đằng sau trọng tài bàn này còn được bấm đốt so bóp cái đây, có phải quán massage không đấy. Chết 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 hỏng à. Trận đấu vẫn là đầy cảm xúc anh em ạ. Ít mẹ, bao nhiêu nước ở đây cho đâu hết rồi. Đây này, tao uống một tí không sao đâu. 3-1. Trọng tài vừa bấm nhầm anh em ạ. Rất tuyệt vời. Lần tiếp theo anh Chu Giang Thắng lại đi tắm. Hai cầu thủ này đi tắm thường xuyên. Chắc có vẻ là hôm qua không biết có đi đâu không, này tắm thường xuyên, tắm liên tục luôn. Anh này phá hai phát quảng cái nỗ 10 rồi. Vâng, anh Tú Tử Tế cũng đang rất bình tĩnh để ngắm nghía. Vâng. Rất đẹp trai, phong độ. Ui, cái gì đấy? Tôi khô lời thanh niên này rồi. Sao đặt BMT mà anh đi bắt đuôi thế này được? Thì tôi lạy anh luôn rồi. Anh, à không, anh này là anh đệ tử của anh Hoàng tử Quốc Xê. Anh lại thể hiện trình độ Quốc Xê đây rồi. Hoàng tử Quốc Xê. Nhảy đấy, ra lấy gậy nhảy. À, không, không, không. Vẫn còn má chạm. À, anh định làm gì? À, thanh niên. Rất nguy hiểm. Đây rồi, biết ngay mà lại thể hiện trình độ nhảy quốc xê. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Một pha nhảy quốc, quốc văn xê. Ai, ai chạm chín thôi. Sổ số luôn. Này, thằng nào hack Facebook tôi dơ mật mã Facebook gửi về cho là nhìn lại nhé. Đây. Đấy, kia, đọc đi. Có đọc được không? Lại hack.
Rồi. Vâng, anh Chu Tăng Thắng định làm gì đây? Cái gì đấy anh Nguyên ơi. Bạn cổ vũ mà cho nó rực rỡ lên chứ. Giải áp lực lắm. Bạn biết rằng hàng nghìn khán giả trên khán đài. Rồi bao nhiêu con người xem live stream này, áp lực lặng lề lên màu cờ sắc áo, thi đấu lặng lề lắm anh em hiểu hiểu không? Hay thế nhở, một pha đẩy cực kỳ đẹp mắt đến từ anh Chu Thăng Thắng. Anh em hãy giúp tôi chia sẻ video để cổ vũ cho tất cả anh em trong cái trận cầu nó hấp dẫn và kinh điển trong cái giải vô địch quốc gia Việt Nam năm 2021 năm nay. Như vậy còn 4 bóng nữa thôi. Vâng, anh Chu Giang Thắng đang thể hiện một pha điều kinh dị chưa có trong lịch sử bia thế giới luôn. Anh điều khẳng cái chưa trong này luôn cho nó lịch sự. Phun xăm anh Đức thuyết minh như đầu bà. Vâng, em xin lỗi anh, phun xăm anh Đức ạ. Ở đây có hơn 200 anh em, anh có thể anh phun xăm anh Đức, anh có thể cho xem cái đầu bờ của anh xem nó như thế nào cho anh, là 200 anh em ở đây xem được không ạ? Phun xăm anh Đức rất tuyệt vời, một chàng trai không biết quê ở đâu đây. Anh có thể giới thiệu cho cả nhà cùng xem được cái đầu bờ của anh nó đẹp như thế nào nào. Tuyệt vời, thanh niên. Vâng, rất chi tiết. Một pha chia sẻ, một pha sút tê rất chính xác của anh Chu Giang Thắng. Sau một pha điều hơi oằn tà là vằn của anh, nhưng mà tôi thấy có vẻ anh chuyên làm điều khó. Rồi, đến lượt anh Tú Tử Tế anh trình diện. Anh đang anh này bị nhọt ở đít rồi. Ui, cái gì đấy? Ui, trúng bi rồi, trúng bi rồi. Ui dồi, hai anh này đánh nhiều cảm xúc quá anh em ạ. Quá đau tim luôn cho hai cầu thủ này. Kinh dị học luôn. Cái anh chạy cái hẳn vào lỗ đi. Ui rồi ôi, anh phải chạy vào lỗ nó mới kín, nhưng mà chạy như này là chưa được kín lắm. Vâng, anh phun xăm anh Đức đâu rồi ạ? Tôi gọi mãi mà chưa thấy câu trả lời đến từ anh, vị trí của anh phun xăm anh Đức, một chàng trai rất đẹp trai chưa biết quê ở đâu. Trúng cốc rất tuyệt vời, trúng bi mục tiêu, chạy đạn luôn, hay quá. Không biết còn má không, trận cầu trong đêm phải nói nào, quá kinh điển. Hiện tại theo đồng hồ của chúng tôi là 10 giờ 2 phút rồi. Hay quá nhỉ, thôi thịt phơi hàng rồi, phơi hàng, cơ hội cho anh Tú Tử Tế rồi. Quá chính xác. Ôi, lại mọc cái nhọt nữa đi. Chịu chết thanh niên. Anh em chia sẻ đấy, đùa chứ không, chia sẻ yếu thế nhỉ. Được rồi, trúng bi mục tiêu, quan trọng là trúng bi mục tiêu đã. Trượt là nó đặt BMT là hỏng, quan trọng là phải trúng mục tiêu đó. Rồi, cơ hội cho anh Chu Giang Thắng, một chàng trai phải nói là rất phong độ. Hôm nay anh mặc chiếc áo đen gậy đen, anh định làm gì đấy, anh định làm gì đấy, anh định làm gì đấy. Ui 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 rồi ôi, anh điều kìa. Anh điều phải nói đúng là quá là oằn tà là vằn luôn.
đấu đầy cảm xúc anh em ạ. Nói trận đấu đầy cảm xúc trong đêm luôn. Á, à, thanh niên định làm gì đấy? Hay quá mình ơi. Thanh niên chuyên làm điều khó anh, điều phải nói là như một cánh diều đứt dây luôn, đi đâu thì đi. Bốn một rồi, trận cầu quá kinh dị luôn. Ra tháo cái cam kia ra đi. Tháo cả cục sạc dự phòng ấy. Mỗi cái cam với cục sạc dự phòng là được. Trung Kiên, bạn ơi, giải vô địch quốc gia thì những cái cơ thủ nghiệp dư một lần đầu đi cọ sát thì nó rất áp lực, rất là căng thẳng. Anh em cổ vũ từng con bi, từng thế bóng một. À. Vâng, phá rất đẹp ra hình góc. Ui giời ơi. Ô thôi, dụng 2 thì vất đi rồi, dụng 1 dụng 2 thì vất đi rồi. Con 3 này làm khó rồi. Anh phá chết 3 bi luôn, dã man luôn. Anh Nguyên phải nói là đầy cảm xúc chứ này. Tính giải trí. Ui rồi, tôi tưởng như ăn rồi mà siêu mỏng cánh. Căng thật. Trung Kiên bạn ơi, bạn cứ đi đánh giải vô địch quốc gia đi thì biết. Mẹ 25 Kiên có cái thằng ía cái ta quần chạy từ khán đài vào nhà vệ sinh mà ui bưng quần chạy. Mẹ nói đái cho quần rồi. Tê lắm, mẹ mồ hôi ra như tắm. Vâng, tiếp tục là một pha chạy đạn chiến thuật của anh Chu Giang Thắng. Tôi nghĩ rằng đến trình độ thế giới cũng chỉ chạy đạn như anh thôi. Đùi kín mít rồi. Cẳng như dây đàn luôn. À không, dường như vẫn còn được. Anh Tú tử tế ngắm rất kỹ nữa. Vâng. Hay thế nhở. Quá đẳng cấp. Anh gót hồng kiểu gì mà chết luôn con bi 6. Ôi rồi ôi, lại táo bón rồi. Không biết ăn uống cái gì, lại táo bón rồi. Cái gì đấy anh? Vâng, một pha anh này lại đi tắm, một anh táo bón anh này lại đi tắm. Hai cơ thủ phải nói là trận đấu nó là đầy cảm xúc luôn đấy. Anh định làm gì đây? Vâng, anh đặt BMT rất chi tiết, hay quá, điều được 7 rồi. Rồi. À, bạn Trần Văn Hiếu, như anh em giúp tôi chia sẻ video để cổ vũ cho hai cơ thủ nào, để các cơ thủ được tự tin và thể hiện mình. Rồi anh cứ trô đã, mở má rất tốt. Anh đánh rất là tự tin, thanh thoát. Hay quá. Rất tuyệt vời, một bóng 9 nữa thôi. Hay quá mình ơi. Anh rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho anh Tú Tử Tế đến từ Vũng Tàu. Quá đẳng cấp. Cái gì đấy ạ? À? Bạn Ngô Doãn Long ơi. Anh em giúp tôi bổ quả xẻ cái xem nào.
Vâng, anh trọng tài cũng đang vẫn đang rất miệt mài xếp bi. Tỷ số là 4-2. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ chóng mặt luôn anh em ạ. Hai cầu thủ đang thể hiện phải nói là rất lòng người hâm mộ, căng như dây đàn. Tôi cũng đang cuốn hút theo những cái từng cái tôi đang cuốn theo vào từng cái con bi của các cơ thủ. Vâng. À không, lần này anh phá không chết cái nữa thôi. Rất hay. Nhưng mà dường như là tôi nhìn thấy có mới có lại thiếu bếp. À, thanh niên không chết cái thì lại thiếu bếp. Người học cao thăng cao anh em phải hiểu nha, đây là giải vô địch quốc gia, cái áp lực của trận đấu rất là cao, anh em phải cái hiểu cái nhà thi đấu rộng mênh mông, khán giả rồi trọng tài áp lực. Rồi anh Tú anh đánh chết một rồi, rất chính xác. Tôi đánh giá anh Tú này là một cầu thủ rất tốt của Vũng Tàu. Anh được xếp hạng C, vitamin C sủi. Rất đẹp, cứ ăn đã, quan trọng là phải ăn. Ui rồi. Anh này anh Tú tử tế này, anh ấy đánh như kiểu lên đồng ấy. Anh đánh không còn gì để mất, sợ thật. Cái gì đấy bạn, tiến đồng ơi, sao lại cay cú gì ở đây bạn? Bạn tiến đồng có gì điều gì góp ý thì cứ bảo với tôi để tôi sửa sai, còn có gì không phải thì xin lỗi bạn nhé. Bạn Tiến Đồng. Hay thế nhỉ. Anh Tú đang đánh rất quyết tâm. Ok. Qua đẳng cấp chạy đạn rồi. Hình như anh định cộng 9 hay sao, tôi chưa hiểu ý đồ của anh. Vâng, sau một hồi đo đạc thì anh quyết định chạy đạn. Chạy đạn rất kỹ luôn. Được rồi, một pha đánh trúng bi mục tiêu đến từ anh Chu Giang Thắng. Tú Thổ đấy đang nhiệt tình với anh. Ui rồi ôi, tôi cứ bảo là anh đánh trúng bi mục tiêu mà anh ấy chạy đạn đường đường đúng kiểu đường quằn tà la vằn luôn. Đúng rồi bạn, Tú Thổ ở đấy muộn như này rồi mà bên ekip mà hợp cơ của tôi cũng đang cố gắng phục vụ anh em những cái thước phim cũng như cái trận đấu tuyệt vời nhất để giới thiệu cái giải vô địch quốc gia đến tất cả anh em. Nhưng mà rất nhiều anh em vẫn cứ vào nói lời cay đắng, nói là như Long nhiều lúc nghĩ nó chán rồi. Đây mới là pha đánh trúng bi mục tiêu của anh Tú tử tế. Quả này anh định làm gì đây? À. Hay quá. Rất chiến thuật. Rồi, làm ra cửa lỗ rồi. Đấy, ông làm gì ông làm đi. Mệt lắm rồi, không chạy nữa, ông ăn thì ông ăn đi. Tú đổ xong trận này thì tiếp theo sẽ là một trận
siêu kinh điển nữa, nhưng mà trên sân hàng cỏ, sân hàng chiếu nhưng không phải sân bàn mình ăn. Tuyệt vời. Như vậy anh Tú tử tế đã ăn được con bi số 5 rồi, rất chính xác. Ba bóng nữa thôi. Không, anh lại chạy đạn chiến thuật quá đẳng cấp. Bảy lại ra ngang phè phè giữa bàn. Tôi nói rằng là trên thế giới cũng chỉ chạy như anh thôi. Cực kỳ đẳng cấp. Những cái pha chạy đạn chưa có trong lịch sử bia thế giới luôn. Cái gì đấy, cái gì đấy, hay quá mình ơi, chạy với nhà tôi này, mày chạy tao à, chạy tao này, chạy với nhà tôi này, hay thật chặn, còn là trận đấu đi từ cảm xúc này đến tình huống khác, không hiểu các cầu thủ đang đánh với chiến thuật gì, lức lòng người hâm mộ luôn, ui kia cái đi động phanh, phanh xì dầu, ôi thanh niên này ngày xưa nó đi xe đạp thì toàn phanh bằng tông thôi, nhưng mà không biết đợt này khá khá nào lại mua được cái phanh dầu. Cạn rồi. Đầy cảm xúc luôn. Hay quá mình ơi. Ôi cái kia. Ôi. Lâm mày. Tôi khô lời không có cái ngôn ngôn từ nào hạn hán lời luôn vì cái trận đấu này. Đầy cảm xúc luôn. Lắm mai cho anh Chu Giang thắng. Kinh điển quốc gia luôn. Trận cầu này là trận cầu muộn nhất trong đêm hôm nay. Bây giờ đã là 10 giờ 20 phút rồi. Tôi nói anh em là cái giờ này thì rất nhiều anh em đang thi đấu trên sân hàng chiếu rồi. Tôi nói rằng là các cầu thủ vẫn còn đang rất là cố gắng cống hiến, các anh em cổ vũ rất mạnh lên. Rồi, phản này lại đến lượt anh Tú tử tế anh phá bóng. Rất tốt. Anh. Vâng, như vậy là lại tiếp tục là một pha đi tắm chiến thuật của anh Tú tử tế. Hai cầu thủ đang thi nhau đi tắm và phá chết cái lỗ 10, đúng cái lỗ 10 đấy luôn. Chịu chết. Anh em giúp tôi bổ quả xẻ nhá. Trận đấu hay căng thẳng như này hơi ít người xem. Rồi, một pha đặt penalty đo đạc đúng như kỹ sư địa chất luôn của anh Chu Văn Thắng. Anh này không biết có họ hàng gì với anh Chu Văn Quỳnh không đây. À, bắt đùi kìa. Quá khôn nạn luôn bắt đùi này. Bắt đùi rồi. Đùi hư hự luôn. Anh định á, anh này cũng đang kỹ sư địa đo đạc địa chất đây. Ô, hai đùi. À, ý đồ của anh Chu Giang Thắng này, anh bắt ba đùi đây. Phải nói là rất là căng thẳng trong cái rất căng thẳng anh em ạ. Đùi thứ ba rất căng thẳng, anh định bắt đùi vào đâu đây? Tôi để ý là giải năm nay chưa có ai bắt được ba đùi, nếu mà anh Thắng bắt được ba đùi thì đi vào lịch sử giải bia quốc gia. Ôi giời ơi.
anh bắt đuôi toàn cả mông rồi thành táo bón luôn. Vâng, như vậy anh đã toi cái mông ra để cho anh tú tô anh ấy chọc rồi. Một pha bắt đùi chưa có trong lịch sử bắt ba đùi thế giới. Rất tuyệt vời luôn, đùi thứ ba anh bón tận cửa lỗ cho đối thủ. Anh phơi mông cho đối thủ chọc. Hay quá, cân thôi. À không, anh định làm gì đấy? À chạy đạn rồi. Kinh thật. Anh em đang xem bổ cho tôi quả xẻ đây, mỗi anh em làm cho tôi quả xẻ đó, đông người xem cho nó rực rỡ. Rồi tiếp tục lại là một pha chạy đạn chiến thuật đến từ anh Chu Giang Thắng. Trận đấu đầy cảm xúc luôn. Ok, thanh niên. Tôi hạn hán lời luôn. Sách giáo khoa bia thế giới cũng chưa có con bắt đuôi nào như thế này. Tôi không còn lời rồi, lời gì để nói, để bình luận nữa rồi. Chỉ biết vỗ tay và câm lín với những cái con bắt đuôi mà tôi nói là lịch sử bia thế giới phải ghi nhận. Hay quá mình ơi. Bắt đuôi với nhà tôi này, bắt đuôi với nhà tôi này. Tôi ngồi ngoài mà tim nó như nhảy ra khỏi lồng ngực anh em ạ. Cảm xúc trận đấu đây, cảm xúc luôn. Đây, cảm xúc luôn. Không có cái ngôn từ gì để bình luận. Hay quá. Ui ui rồi ôi cần kìa. Cứ phun được đã. Trong khi các cầu thủ rất tập trung, tôi cũng đang phải nói là cuốn theo cái lối đánh của các cầu thủ và gần như là tải cái gọi là cái hồn mình vào trong cái trận đấu, mà anh em lại cứ cười cái này. Anh em tập trung và cổ vũ thật mạnh, tất cả anh em lín thở cổ vũ, chia sẻ các kiểu để cho đông anh em xem, cổ vũ cho trận cầu siêu kinh điển trong đêm này. Ok nha, Tiến Đạt thì đôi khi là tôi cái cảm xúc mà nó thở hơi mạnh, anh thông cảm. Cân lại cân mạnh mạo, hay quá mình ơi. Đủ lực không, đủ lực không, đủ lực không. Ui rồi ôi, hơi thiếu một tí 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 chính xác nữa rồi, nhưng mà có vẻ như góc quay này tôi nhìn là bị đuôi rồi anh em ạ. Đuôi rồi, đuôi hay là còn đường riêng đây. À qua cảm xúc, hay quá. Ăn rồi. Ôi rồi ôi lại rồi. Quan trọng là ăn đã, còn đuôi cũng được. Không được không, quan trọng rồi, ta tính tiếp. Như thế nào ta tính tiếp? Cái gì đây anh Minh Ngọc ơi, cũng như tất cả anh em. Vâng, cảm ơn bạn. Bạn gì đây? Bạn vừa đấy nhắn cho tôi là bạn Phan Bá Đạt đã donate 55.555 đồng. Tuyệt vời, thank you bạn. Có sức để tôi bốc phét cuộc tình. Vâng, chúng ta cùng xem màn trình diễn nhảy cóc xê của anh Chu Giang Thắng. Anh điều ra đuôi luôn cho cẩn thận để anh nhảy cóc xê. Ái 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 ái. Ái. Được rồi, hay quá, cứ trúng bi mục tiêu đã. Tuyệt vời. À con tôi cũng nói luôn anh em rằng là anh em cảm thấy mình đánh hay và muốn thể hiện mình, muốn mình thành idol thì anh em cứ đăng ký giải sang năm đi thi đấu nhá.
để thể hiện mình. Còn anh em ngồi comment bốc phét ở đây thì ai cũng comment được, ai cũng nói được. Nhưng vào trận thi đấu đi rồi sẽ biết để thể hiện mình, để vô địch giải quốc gia, để đại diện cho Việt Nam đi thi đấu SEA Games. Cũng như giành được cái phần thưởng của nhà nước, ăn lương nhà nước thì cứ đăng ký đi thi đấu. Ok anh em, còn bây giờ anh em tập trung vào trận đấu để cổ vũ cho các cầu thủ được tự tin. Các cầu thủ đang thi đấu với màu cờ sắc áo thể hiện. Vâng, anh định làm gì đấy? Vâng, trúng rồi. Ôi cha. Rồi cứ oan ta la văn, đánh rất mạnh. Cứ hết lực đã. Rất công hiến. Cực kỳ công hiến luôn. Em chào anh Vi Hợi nhá. Chào tất cả anh em đang xem tường thuật trực tiếp. Anh Vi Hợi cũng như tất cả anh em, anh bổ quà cho tôi quả xẻ cho nó trận đấu cũng được đông người xem cho nó rực rỡ. Giải vô địch quốc gia năm nay thì giải nhất 300 triệu. Anh em hãy đăng ký để thể hiện mình cũng như nhận phần thưởng của nhà nước cao quý, phần thưởng cao quý của nhà nước. Được rồi, cứ ăn đã, ra đùi ta lại tính tiếp. Cửa lỗ phan chính xác, ra đùi ta lại tính tiếp. Tuyệt vời. Rồi, bây giờ anh lại tiếp tục tính đường A băng. Những cái pha đánh trúng bì mục tiêu cực kỳ tuyệt vời của hai cơ thủ. Cảm ơn bạn Kha Đao đã gửi 4 năm sao. Cảm ơn bạn nhé. Anh em bắn sao cứ bắn thoải mái đi. Ok anh Vi Hợi nhá. Anh em anh em được rồi, trúng bi mục tiêu rồi. Cứ trúng bi mục tiêu đã. Một pha bằng phải nói là cực kỳ chính xác đến từ vị trí của anh Chu Giang Thắng. Ok nhá, người làm thuê nhá. Mẹ ơi, anh em nó đang hay quá nhở. Một pha chém quá đẳng cấp. Nhưng mà lại ra. Tôi cạn lời hai thanh niên. Cứ ăn một bóng trong lại ra đùi. Chưa có trong lịch sử bia thế giới. Vâng, lại sút tê. Tôi nói rằng cái trận đấu này sẽ đi vào lịch sử bia thế giới. Tôi khô lời, không còn biết điều gì để nói với cái trận đấu này nữa rồi. Màn trình diễn nhảy cóc xê cũng như đi tắm suối của hai cơ thủ quá 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 đẳng cấp luôn. Hay quá mình ơi, tuyệt vời, quá đẳng cấp, chưa có trong lịch sử bia thế giới. Hay thật. Rồi còn 3 bóng nữa thôi. Khô lời, tôi đúng khô lời với cả hai thanh niên rồi. Anh định làm gì đấy? Anh định làm gì? Nín thở, bóp cò. Quá đẳng cấp luôn. Anh đóng như đóng gạch luôn. Phải nói anh đánh quá đẳng cấp. Rồi, cứ đánh đã. Cứ ăn đã, đi đâu rồi tính tiếp. Được rồi. Cứ phải ngang phè phè này, đánh nó bị xương. Anh điều một con bi, phải nói là tôi chưa biết anh điều nỗ nào. Không biết là nỗ 10, nỗ tít đây. Tập trung vào. Rồi, tập trung vào. Phang, Akira phang. Trời ơi. Anh làm gì? Lại đi tắm tội. Anh em tất cả anh em cấm cấm cười nhá, để cho các cầu thủ tập trung. Để các cầu thủ tập trung, rất căng thẳng và áp lực. Tỷ số 6-2 cho anh Chu Giang Thắng. Trận cầu kinh điển thế giới.
Tôi đúng là cạn lời, không còn cái ngôn ngữ gì trên thế giới này nữa. Đầu không biết sau trận đấu này mai tôi phải đi khám tim, không biết mai tôi phải đi khám tim không anh em ạ. Cái cảm xúc nó dâng trào quá đau tim. Vâng, đến lượt phá của anh Chu Giang Thắng. Anh chuyển chuyển bên phòng thủy thôi, anh phá bên này thôi. Anh chắc chết. Ui rồi ôi, cái chuyển bên phá anh lại, tôi tưởng anh lại đi tắm cơ. Suýt đi tắm. Chào Đỗ Quang Hiếu nhá, chào tất cả anh em. Chào Phú Đức Thịnh nha. Anh định làm gì đây? Anh định làm gì đây? Ai ra anh chạy an toàn luôn kìa. Rất phong cách xì tin. Anh chạy an toàn ra đuôi luôn. Kinh điển luôn. À vâng, anh chạy an toàn ra đuôi. Xong anh ra ngã bóng. Vời hơn phong cách. Rất đẳng cấp châu Âu. Hay quá mình ơi. Tôi nói với anh em là sách giáo khoa BIA thế giới phải ghi nhận những cái trường hợp này. Anh chạy an toàn ra đuôi anh em bắt chết. Ui dồi, tôi lấy hớp nước nên cơn đau tim mà chết. Được rồi, chạy đạn rồi. Bắt đầu chiến thuật chạy đạn. Đùi luôn. Lại đùi rồi. Đau tim quá. Không, tôi phải uống nước liên tục rồi này ông Nguyễn Phương ơi. Mẹ đau tim lắm. Một pha bắt đùi đẳng cấp. Lại ra bắt đùi được. Những cái tình huống bắt đùi phải nói là không có trong lịch sử bia thế giới luôn. Kinh điển. Ui xồi ui gần ăn luôn. Kìa cái đi đâu. Ui cái. Ui ui rồi ôi. Đau tim thật. Trận đấu phải nói là đầy cảm xúc. Bây giờ mới có 11 giờ kém thôi. Anh em cứ sạc pin tập trung vào đi. Để thì vào cái trận đấu kinh điển này. Hay quá mình ơi. Anh đánh con bì cửa lỗ cực kỳ chính xác. Xa như thế mà anh vẫn đánh trúng được. Quá hay. Hay quá.
Thôi, kia, cái gì? Ui rồi ôi. Nếu đánh anh ăn trưa rồi. Nào, anh định làm gì? Anh định làm gì? Sáu cửa lỗ rồi, anh định làm gì? Hay quá mình ơi. Bắt đuôi đến thế giới chỉ bắt đuôi như anh thôi. Chịu chết luôn. Chịu chết. Đó, anh đặt BMT thì rất chính xác. Trọng tài và nó đang rất tập trung. Hay quá nhở, anh điều con chín lỗ gì đấy? Ôi xui. Lại tình huống rồi. Lại tình huống rồi. Xong rồi à? Đi ăn đêm tí, sắp xong rồi. Lại chạy đạn rồi. Rồi, tầm này của anh đến 12 giờ đêm cũng được. Anh em cứ yên tâm sạc pin và xem cho thoải mái. Bảy hai giải nào lại giải nào 5 phút. Thôi nghỉ giải nào, tạm thời giải nào anh em nhé. Đầu tìm quá anh em ạ, giải nào 5 phút.
Rồi như vậy là hai cầu thủ đang đi giải lao, tôi cũng chưa nhìn thấy đâu, không biết có ra hội ý chiến thuật gì không. Hai trận đấu phải nói là kinh điển. Đang đi giải lao 5 phút nhá. Rồi trận đấu quay trở lại. Alo. Rồi trận đấu quay trở lại, tỷ số đang là 7-2. Chưa dính bí nghĩ em sao đấy, hôm nay xác định có những 12 giờ đêm nhưng mà đơn giản đâu. Bạn Nguyễn Chí Thành, đúng rồi bạn ơi, giải vòng loại thì vòng loại, đây là vòng loại anh em nhá, chứ chưa không phải là vòng chung kết. Anh em phải hiểu là Lào, Campuchia cũng được, vẫn được đá vòng loại World Cup, không hiểu chưa? Đây là vòng sơ loại của giải vô địch quốc gia, thì ai cũng được đăng ký tham dự, đấy là chuyện bình thường. Đấy, sân đấu này để anh em giao lưu, cọ sát, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ. Tôi nói không hiểu lời tôi nói không? Mẹ Lào luôn đi đây Đông Timor cái nó vẫn được đá vòng loại World Cup bình thường. Rất tốt, như vậy là cơ hội cho anh Tú Tử Tế đến từ Vũng Tàu. Chúng ta cùng tập trung vào cái trận cầu đêm nay, trận cầu cực kỳ hấp dẫn. Vâng, một pha đánh bì cửa lỗ không thể chính xác hơn đến từ vị trí của anh Tú Tử Tế, rất chính xác, quan trọng là ăn bì đó. Còn hai nó ở đâu ta tính tiếp, có vẻ như anh lại đi bằng móc lốp thần trưởng rồi, mạnh vào hết cỡ, quay đâu đi đâu được, rồi trúng bi hai rồi. Anh em phải cổ vũ từng con bi, từng thế bóng một. Trận cầu nó là quá kinh điển. Up được rồi đấy. Up luôn đi, tí nữa đỡ mất thời gian. Anh định làm gì? Ui rồi ôi, tôi tưởng nó vào lỗ rồi mà nó lại ốc ra kìa. Rồi. À, anh thanh niên này đang ra lại đo đạc địa chất rồi. Rất chính xác. Trúng mi mục tiêu. Zimbi đánh sơ vòng sơ loại thì đăng ký theo các đoàn thì phí thì không đáng kể, chỉ có 100.000
để gọi là giấy tờ, cái khâu công tác giấy tờ thôi. Nhưng mà ở các vị trí, ở các địa điểm thi đấu thì rất là xa xôi ở các tỉnh thành. Chi phí ăn ở đi lại sắp xếp công việc là các cơ thủ tự túc. Cái đấy mới là cái để mà đấy, ví dụ như là đánh giải này, mặc quần nâu áo sơ mi cả là giày giày Âu này, độc bộ trang phục. Bây giờ mà ra chợ Đồng Xuân mua được phải 170 cái quần, 80 cái áo với cả đôi giày phải 120. Đấy, tính đấy là tất cả là chi phí đấy. Rồi bây giờ là pha trình diễn của anh Tú Tô, trúng bi không? Ui rồi ôi, giật những cái đường bi phải nói là rất đẹp mắt của các cơ thủ. Lại là một pha, lại là một pha bắt đuôi đẳng cấp, toàn những pha bắt đuôi đẳng cấp thôi. Chúng tôi được rồi, đuôi với nhà tôi này, ông bắt đuôi tôi à, bắt đuôi với nhà tôi này, đuôi lại luôn cho ông nhớ luôn này. Chúng bi mục ấy, vui rồi, chúng bi mục tiêu. Vẫn trung bình mục tiêu. Tú tử tế anh định làm gì đây? Cần nuốt hay chém mỏng? Quá đàng hoàng luôn, chém siêu mỏng cánh luôn. Quá đẳng cấp. Tôi nói anh em rằng đến thế giới cũng chỉ xem mỏng đến như anh, không thể hơn được. Không thể hơn được. Ui rồi ôi, anh chạy đạn này. Toàn đường chạy đạn châu Âu. Hai cơ thủ đang trình diễn những cái chiêu thức võ công đẳng cấp cao. Nguyễn Chí Thành với bóng đèn điện, yên tâm, bóng đèn này treo cao 2,5 m cơ, không văng thoải mái, không tới được. Đây là vòng sơ loại nhá, Dương Lão Nhị nhá. À, anh này quắc xê cái gì đấy? Anh định làm gì đấy? Ui rồi. Rồi, sút bi trúng, trúng bi rồi, nhưng mà lại chưa trúng bi mục tiêu. Mục tiêu của anh là số 3 cơ. Một pha bắt đuôi phải nói là quá dã man của anh Tú tử tế. Tôi nói anh em phải xem những cái pha bắt đuôi đấy, anh em xem đã có ở trên thế giới chưa? Đùi kinh điển luôn, đùi mom trong này còn đùi bi nữa, sợ thật. Rồi anh này cái gì đấy, cái gì đây? Rồi anh điều ra đường riêng. Hay quá, được rồi, quá đẹp mặt, quá đẹp mặt. Hai bóng nữa thôi.
khắc quyết bàn này khoảng 6-70 đồng một bàn. Tôi chơi rồi, lại tình huống rồi, lại sát băng rồi, anh ra anh phập luôn, qua thôi, qua đàng hoàng luôn. Sau một pha bắt đuôi đẳng cấp thì anh đã dọn bàn rất sạch sẽ, anh rút ngắn tỷ số xuống 3-7. Ok nhá Jimmy nhá. Phúc Thanh chuẩn luôn, trận cầu lịch sử VR nó phải thế. Cơ hội cho anh Chu Trọng Thắng phá bóng ra hình khốc. Ôi rồi ôi, đùi mất đường B1 rồi, đùi mất đường B1 rồi. Rất khó. Anh định làm gì đây? Lỗi. Đặng Phước Thịnh mới có 11 giờ để bình tĩnh. Trận này chưa biết đến mấy giờ mới xong cơ. Rồi, cơ hội đặt penalty cho anh Tú Tử Thế. Anh Tú Tử Thế có vẻ như đã lấy được sự tự tin rồi. Rất hay, anh ăn đặt bềm thì anh ăn được 2 bi rồi, 3 bi rồi. Em chào anh Bùi Khánh Hội nhá, anh Bùi Khánh Hội bão like chia sẻ video thật mạnh lên để cổ vũ cho hai cầu thủ này. Quá đàng hoàng luôn, sơi ui. Quá đẹp mắt. Trận cầu phải nói là quá hấp dẫn, quá cảm xúc của hai cầu thủ. Anh định làm gì đây? 4 bóng nữa thôi. Quá hay luôn. Ra 7 lỗ 10 rồi. Quá hay. Quá hay luôn anh em ạ. 3 bóng nữa thôi. Không, lại đến giờ táo bón rồi. Lại đến giờ táo bón. Quá chính xác. Hay quá mình ơi, 2 bóng nữa thôi. Long lanh mai đánh tiếp nhá, để Quang Huy nhá. Rất tốt, một bóng chín nữa thôi.
Liệu anh sẽ làm gì con chín đây? Anh ăn hay anh chạy đạn? Tất cả cùng nín thở cho anh bóp cò. Ui dồi ôi. Anh dạ con bì. Dạ như dạ cua luôn. Sợ thật. Tám ba cho anh chu giang thắng. Ok nha Phạm Quang Tú nhá. Nếu tôi ốm nên là giữ sức khỏe để vào đến vòng tứ kết bán kết tôi sẽ triển khai. Vâng, trọng tài cũng đang hết sức tập trung. Bây giờ mới có 11 giờ kém 3 phút thôi theo đồng hồ của máy tính. Phá như thế nào? Như thế nào đấy? Phá hợp lệ chết một bóng. Chỉ thành. Mai bây giờ mà thắng là gặp người thắng của trận này. Gặp người thắng của trận này. Trận này này. Người thắng của trận này. Hay quá, anh Tú đang rất quyết tâm để bật tôm. Cái gì nó nổ ấy nhỉ? Cộng không thành công, rung rồi. Bốn bóng nữa thôi. Bốn bóng nữa thôi. Trinh Nguyên. Ba bóng nữa thôi. Nhờ anh có kết thúc được cuộc tình này hay không hay anh lại để bắt anh em ngồi đến sáng mai đây. Qua quyết đoán luôn. Dã như dã cua, đi đâu thì đi. Phè phè. Được rồi. Lại ngang phè phè. Chúng ta cùng chờ xem pha chém chuối. Anh ra đồ đạc như kỹ sư luôn. Anh định làm gì đấy? Tất cả lính thở cho anh thắng bóp cò. Định làm gì? Pha chạy đạn chiến thuật. Cứ bình tĩnh, giờ mới 11 giờ đêm, đã đến 12 giờ đâu. Chưa sang ngày mới, cứ bình tĩnh. Cắt tiết với nhà tôi này.
Còn một bóng chín nữa. Chưa. Ôi, ô đã bắt tay. Chín ba cho cuộc tình này. Tôi cứ tưởng ngồi đến 12 giờ đêm, nhưng hóa ra đến mới có 11 giờ đêm. Đã được về rồi, sớm thật đấy. Sớm hôm nay về không biết để làm gì đây. Rồi hẹn anh em vào 8 giờ sáng mai nhá. Bye bye cả nhà, chúc anh em ngủ ngon. Trận cầu vừa rồi là kinh điển, tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và hẹn anh em vào 8 giờ sáng ngày mai.